Xin kính chào quý vị cùng đến với chương trình Không gian văn hóa nghệ thuật của Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam. Và như thường lệ, ở phần đầu chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi điểm qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật đáng chú ý đã diễn ra trong tuần. Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua một số hoạt động văn hóa nghệ thuật đáng chú ý trong chuyên mục Sắc màu. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn. Vừa rồi là 3 MV ấn tượng của các nghệ sĩ trẻ vừa được ra mắt công chúng trong thời gian gần đây. Nói là trẻ nhưng thực ra họ đều là những tên tuổi đã đi vào lòng công chúng và xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng với tài năng và sự sáng tạo đã được khẳng định của mình. Những sản phẩm mới của các nghệ sĩ sẽ là câu chuyện mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng bàn đến trong chương trình ngày hôm nay. Chủ đề nghệ sĩ đầu tư cho sản phẩm nghệ thuật. Và hai vị khách mời đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Quý vị, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, có lẽ rằng hai anh cũng đã nhận ra 3 sản phẩm âm nhạc đối với mình. Sản phẩm âm nhạc có, và trong suy nghĩ của hai vị khách mời thì những nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ, với cái sự tư duy sáng tạo và nỗ lực cho ra đời những sản phẩm âm nhạc có chất lượng như vậy, dạ nó lại bị ngược nhau, thì như ca sĩ Vũ Thắng Lợi anh sẽ chọn điều gì đây? Ra xong rồi đi mượn những cái chuyên gia để mà làm sản phẩm đây gọi là làm nghệ thuật. Có nhiều kênh để có thể giới thiệu những cái sản phẩm của mình đến với công chúng. Đúng rồi. Vâng, không thể không nhắc đến sản phẩm đĩa thang quê của điều gì đã khiến cho anh quyết định thực hiện sản phẩm này ạ? Bàn tiếp ở câu chuyện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi thì chúng ta sẽ còn bàn tiếp ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn dành ít phút xin mời hai vị khách mời và quý vị khán giả sẽ cùng đến với một số nghệ sĩ trẻ để chúng ta cùng xem là họ đã suy nghĩ gì khi đã liên tục cho ra đời những MV mang đậm dấu ấn cá nhân ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát và thị trường âm nhạc sôi động trở lại. Vâng, tôi phải hỏi ngay Vũ Thắng Lợi rằng là anh đã thu hoạch được bao nhiêu? Nghệ thuật về âm nhạc và về giọng hát của mình và về tác phẩm. Vâng, tôi nghĩ là sản phẩm này sẽ phục vụ cho những đối tượng khán giả thực sự tinh tế. Dám đầu tư. Vậy theo ca sĩ Vũ Thắng Lợi thì anh quan niệm như thế nào về sự đầu tư, các nghệ sĩ mạnh dạn đầu tư như là ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã làm, hay là sắp tới đây thì chúng ta cũng sẽ có Tùng Dương với những cái định dạng băng cối? Trường hợp của nghệ sĩ Hamio thì bản thân nghệ sĩ Hamio cũng đã chia sẻ rằng là khi mà chọn con đường kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với nhạc điện tử thì những show diễn của nghệ sĩ này đã không còn nhiều như trước đây bởi tôn vinh những giá trị truyền thống. Chính là nhờ những cái chất liệu dân, cả cái sự sáng tạo để mà các nghệ sĩ mà chọn những cái lối đi rất là độc đáo này sẽ. Tôi rất muốn đặt ra một vấn đề, đó là gần đây thì có một hiện tượng thậm chí là đã có tên tuổi rồi. Thưa quý vị, có thể nói là cuộc chơi với đĩa thang là một cuộc chơi lớn. Theo như những nhà chuyên môn thì đĩa thang là những cái sản phẩm âm nhạc rất là kén người chơi, cũng như là không có cái độ phổ biến không được rộng rãi như những cái sản phẩm âm nhạc khác, và nó cần có một sự đầu tư rất là tốn kém trong sản xuất, đòi hỏi là người nghệ sĩ phải vừa có tài năng lại phải vừa có nội lực về tài chính, hoặc là dám có những sự đầu tư mạo hiểm. Vâng, như là các nhà báo hay là các nhạc sĩ cũng đã vừa chia sẻ trong phóng sự vừa rồi, thì người nghệ sĩ đầu tư cho sản phẩm âm nhạc mà còn là để thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ trong việc đóng góp cho sự phát triển chung của nền âm nhạc nước nhà. Và nhà báo Mạnh Hà suy nghĩ sao về những sự đóng góp này ạ?